Chú xin chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay là 18 tháng 6 2021, Tú đây là test con máy này là con máy 20 V, với cục pin này là pin 70A nha. Pin này pin 70A S168, đây là pin cái dòng pin mà cuối cùng bên mình nha, còn 4 viên cuối cùng nha. Bây giờ cái dòng pin này mà cái đợt sau á giống như vậy, nhưng mà đợt sau này á là nó cái hàng của nó không còn chất lượng như cái đợt trước của mình lấy nữa, nên bây giờ mình chuyển qua là mình dùng cái pin 33140 là một viên nó 15A, pin nhôm 33140 một viên nó 15A, nó vẫn đảm bảo chất lượng đủ dung lượng cho anh em ha. Và sắp tới là mình sẽ đóng một cái pin 33140 đó là 210A cho một cái anh khách ở Phú Thọ nha. Còn đây pin này là sạc xả chung một cổng nha, sạc xả chung cổng. Anh em thấy mình đánh dấu cộng trừ gì hơi thắc mắc rồi phải không? Nhưng mà kệ đi, đó là việc của mình. Đây một con máy 20 V, tắt trộn mở trộn, bật lên là mở trộn, bật xuống là tắt trộn. Khi mà công tắc này bật lên thì cái nút màu vàng này có nhiệm vụ chỉnh nhanh chậm, còn tắt bật xuống là nút màu vàng này vô hiệu. Còn cái nút màu đỏ này là chỉnh áp mạnh yếu và tần số luôn ha. Cọc màu đen là mát để thả dây mát ha, cọc màu đỏ là giật. Còn hai cọc cùng màu đỏ này là cò bóp nha. Đây đánh áp, áp 4.8 là đánh nước ngọt vào phèn nhẹ, và áp 5.5 là đánh nước ngọt trong. Mình đang để đánh áp 4.8 nha. Rồi mình xin kẹp kẹp màu vàng, dây điện màu vàng là trừ, còn dây màu đỏ là cộng. Đang cho máy mang tải 500W nha. Ủa 1000W chứ nhầm. Qua áp 550. Đo cái dòng hiện tại của nó coi bao nhiêu. Kẹp này về mấy anh em tha mở bò vô nha. Áp 4.8 mở trộn xung là 70A. Áp 550 mở trộn xung là 86A. Bây giờ tắt là 100A. Rồi mở qua cái áp 4.8 là 83A. Vậy là hiện tại cái máy là đang đánh nước ngọt ngọt phèn nhẹ, đánh vậy là dòng ăn vậy là rất là ok nha anh em ha. Máy bóp cò rất là nhẹ ha. Rồi, máy của mình đi á, đặc biệt á là mát máy nhẹ bình ha. Cái bình cục pin này á, cục pin này đi ít gì đó là cũng có khoảng từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng với cái máy này. Còn nếu mà đi bằng cái bình 150A là đi khoảng từ 6 tiếng trở lên. Máy này rất là nhẹ bình, mà đặc biệt cái phần chỉnh đu ti nè, chỉnh tần số đu ti nè, là cái chỉnh trộn này chỉnh được đu ti cả tần số luôn, nên nó nổi con cá rất là đẹp và nó hút con cá về giật. Còn cái dòng cá trắng, cá chép đó là bao nổi, nếu mà nó trúng điện rồi là giống như cá chết sình vậy đó, nó nổi lình phình hoài luôn, chứ không bao giờ mà nó chìm nó mất như là các dòng bơm mà bít 3 chế độ, 5 chế độ mà của Trung Quốc nha anh em nha. Mình nói là bít của Trung Quốc thôi chứ mình không có nói là bít của anh em nào, đừng có gạch đá mình tội nghiệp mình nha. Cái phần bơm này của mình đó là mình sử dụng là 3 năm 2 năm với 3 số 5 thôi, chứ không có xài cái gì thần thánh đâu ha. Đây lát nữa anh chạy đến lấy, anh chạy đang trên đường đến nơi. Rồi chào tất cả mọi người nha, hẹn gặp mọi người ở video sau nha.